Tức kìa. Này, chị ơi, giờ tôi. Ồ đây gặp đâu vậy, bị đồ phân trắng gặp đối thủ sinh tầm rồi. Ô, Hòa sao mà Hòa hả? Ê Hòa hả? Win à? Thằng giỏi ư? Ê bao nhiêu rồi? Bao nhiêu rồi Win? Sai rồi, nói cụ thể ra công khai đi. Rồi chúng ta sẽ cập nhật kết quả cặp đấu này. Vì cặp đấu này cho 45 phút kết thúc sớm cùng giờ luôn. Rất nhanh. Bằng này sao mà nhóc ngoan nhát quá mà không biết gì luôn. Đó dữ. Đấy. Này. Trời ơi, đông người ta. À đâu quá. Sao Hòa hả? Đúng không? Hòa. Hòa đúng không? Win chưa? Win. Bên nào win? 101. Sai rồi. Bên nào là bên nào đã? Nói công khai nhanh, nói từ từ thôi. Bên công bố. Không, Bồ Đào Nha và... Bên nào thắng, bên nào thắng? Bên nào thắng? Đấy. Bên nào thắng? Bên này đúng không? Trăm trái. Bên này thắng đúng không? Ai có thích Juventus không? Em thấy anh là đội tuyển Juventus cũng khá mạnh. Giỏi dữ. Bị được hơn trang năng rồi. Giỏi dữ ra. Xin nhờ chúc mừng. Đừng có nói là kỷ lục nha, bọn này từ 4 giờ tới giờ thẳng cái biên 1-3 đúng không? Rồi từ từ chào tạm biệt nha. Rồi. Đưa ra thì chuyện không có chuyện cảm ứng gì luôn. Ê thằng cái biên 1-3 đúng không? Đừng nói xấu nha. Đây kết thúc rồi. Chạy đi. Cái gì bù nghe tên mình nha, cái gì cái nào đồ tiện quân cấp cái gì đâu. Không anh, em sẽ cho anh chơi. Thằng cá biên mô ban đúng không? Mai lên quay đó dạy nha. Sao rồi, thắng một bàn đúng không? Thắng 101. 4 giờ mà, 4 giờ 4 rưỡi mà, 101 cái. Phải tên kia nhà quá. Đó, nè. Nói số liệu cụ thể nhanh lên. Đừng có nói số liệu có cao, nói số liệu cụ thể đi. Đó, thương mày rồi. Đừng có tào lao đi đi. Địt mày em, mày tào lao rồi. Đúng rồi. Đây, 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 đây. Rồi, 100 trừ 101. Gọi là chiến thắng cách biệt 1 bàn. Rồi. Rồi các bạn ơi, chúng ta đã có một trận giành chiến thắng, đó là bị đồ phân trắng nha. Bên tay trái rồi, hôm nay là bên tay trái của bị đồ phân trắng thì chiến thắng. Với chiến thắng là 3-2, có vẻ là vậy rồi. Khoảng cách là 1 bàn. Thì 100 trừ 100 là có nghĩa là thắng cái biệt 1 bàn. Cái này thì có một số trường hợp là gặp nhau ở trường trung học cơ sở Trần Văn Khải. Cũng bạn đó nói như bạn này như hồi ngày hôm nay luôn, chiến thắng là 100 không. Như vậy là sai. Số liệu này sai. Còn chúng ta đang giao lưu một chút xíu nha. Giao lưu ngay tại sân động phòng ngủ nha. Và sau đó chúng ta sẽ chia tay ngày hôm nay. Và tạm biệt các bạn tại bóng đá quốc trung học cơ sở Nguyễn Du 2021. Phút C2 trong những video sau. Cắt cua bây giờ phần cuối nha. Rồi gặp đâu chúng ta rất là quen thuộc. Vì bên này giành chiến thắng mà không biết. Có vẻ là một bàn. Khoảng cách là một chiến thắng cách biệt 1 bàn.
đi 100 không cái gì. Má luôn. Làm gì vậy? Thôi. Rồi tính đến lượt đi thì chúng ta đã thuộc về bị đội phân trắng thắng rồi. Thì chắc chắn bị đội phân trắng sẽ vào vòng trong rồi. Rồi. Như vậy quyết định rằng là bị đội phân trắng giành vé vào vòng trong thì được đi thắng. Rồi lượt về này cũng thắng. Này là những đội tiền nữ. Đâu. Ừ, ok. Ừ, đây là đội nữ này. Ok. Đây là bạn nữ cổ vũ động viên cho các bạn nam này. Từ A tới Z. Cổ vũ cho đối từ A đến Z. Ôi chết rồi mình. Em lên tốt xe vào Việt Nam. Ôi trời. Đừng có xe vào, tào lao á. Nói số liệu đóng ghê cụ thể thì phải biết được. Đâu ủa đó người này rồi chồng con cũng hải nè. Ủa mà cũng không biết gì luôn. Giờ Nguyễn Du bây giờ mà không biết. Xuống làm á. Hả? Đồ nấu cút cây. Đây 100 trừ 100 là 1 á. 1 bàn á. Phải đâu. Anh tính chuẩn á. Ừ. Rồi vậy đó cái bị 1 bàn. Thắng. Ồ bạn kia nói sai rồi. Thôi nói chung là từ nay về sau thì nếu như mà người ta nói là tiên thắng 100 không hay là 101 thì 13 thôi tóm lại vậy thôi không nói gì hết. Và một người đòi giao lưu cũng khá là nhanh và trong buổi hội trường này để chuẩn bị đá giải phía xa luôn 13 tải rồi đá giải phía xa 13 vào ngày chủ nhật đấy có kìa rồi. Thôi kết quả giao lưu rồi cũng khá nhanh thôi. Nói chung vui vẻ và gây ra sự cảm ứng cho người đọc người nghe. Đã đầu tiên nè. Ê nghỉ à? Sân dưới nghỉ à? Xong rồi, sân dưới xong rồi. À ok. Rồi bye bye nha.